những năm gần đây, để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, huyện Như Xuân đã và đang tập trung thu hút nguồn lực đầu tư vào các chương trình, dự án du lịch, khôi phục các lễ tục, lễ hội văn hóa truyền thống, kết nối và quảng bá các tour tuyến, điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương. Xã Tân Bình, huyện Như Xuân có một phần diện tích nằm cận kề với lòng hồ sông Mực. Vị trí sắp tới sẽ nằm trong dự án quy hoạch phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, xã Tân Bình đã tạo điều kiện cho 6 hộ dân đầu tư xây dựng các homestay mang bản sắc dân tộc Thái, xây dựng các vườn hoa tiểu cảnh để đón du khách đến tham quan. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thì hiện nay thì Đảng bộ xã cùng với cấp ủy chính quyền thì đang động viên các cái hộ gia đình tại thôn Thanh Bình để tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt là để hỗ trợ cho bà con thì ban chấp hành cũng như cấp ủy chính quyền thì cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình làm du lịch cộng đồng là 20 triệu đồng trên một hộ. Chọn 6 gia đình, trong đó có 2 gia đình là tham gia về cái dịch vụ ăn uống, còn lại 4 gia đình là nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái. Thì bên cạnh đó thì cũng đang khẩn trương, hàng tháng thì cán bộ công chức cùng với bà con nhân dân sẽ xuống của thôn Thanh Bình sẽ giúp cho bà con nhân dân là chỉnh trang lại nhà cửa, vườn tược. Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, huyện Như Xuân có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Như Xuân có cảnh quan thiên nhiên phong phú, địa hình chuyển tiếp từ Tây sang Đông, có đồi núi xen lẫn các thung lũng và hồ nước, đã tạo nên những danh lam thắng cảnh độc đáo như hồ sông Mực, thác Đồng Quan, thác Cổng Trời. Đặc biệt, nằm trong vườn quốc gia Bến En, hồ sông Mực là hồ nước ngọt lớn nhất, phong cảnh sơn thủy hữu tình với 21 hòn đảo lớn nhỏ. Các hoạt động khám phá thiên nhiên nơi đây đã thu hút nhiều du khách tìm đến. Để đón khách du lịch trở lại sau đại dịch COVID-19, huyện Như Xuân đã cho sửa sang, tu bổ và trang trí các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, đồng thời mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho người dân ở một số thôn bản được lựa chọn phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Hiện nay thì trên tinh thần là một đốm lửa nhỏ để khơi nguồn lên một đống lửa lớn, thì huyện đã ban hành các chính sách khuyến khích bà con tổ chức tất cả các chương trình khởi nghiệp du lịch, tập huấn, các chương trình tập huấn dạy nấu ăn, buồng phòng, tất cả những cái công tác chuẩn bị về mặt ý tưởng để bà con tiếp cận dần dần. Và hiện nay thì huyện đã đẩy mạnh thúc đẩy tại đơn vị xã Tân Bình. Một số gia đình đã chỉnh trang nhà cửa, xây dựng khuôn viên, cổng vào, và đặc biệt là đang xây dựng một hợp tác xã, đã bắt tay vào chuyển dịch một số các nhà sàn, đưa vào các vị trí để xây dựng nhà sàn, bungalow, vườn hoa, cây cảnh. Ven khu vực đình thi của thị trấn Cát, công khu vực hồ rất là đẹp, thì huyện đang cố gắng đẩy mạnh để khôi phục các sản phẩm làng nghề khá nổi tiếng. Ví dụ như là ở nơi chúng ta đang đứng đây thì có một cái sản vật, tức là sản phẩm thịt trâu của người Thổ. Những năm qua, để phát triển du lịch cộng đồng, huyện Như Xuân đã chủ động tham mưu xây dựng hệ thống văn bản, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, tạo hành lang pháp lý, giữ vững trật tự, kỷ cương trong quản lý và hoạt động văn hóa thể thao, dịch vụ du lịch. Việc thanh tra kiểm tra quản lý các điểm du lịch, di tích trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Huyện đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ khôi phục lễ hội Dâng Châu Tế Trời và công bố khu di tích danh lam thắng cảnh tại Đền Chín Gian. Đến nay, Như Xuân đã có một số điểm du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với tâm linh được đưa vào khai thác như thác Đồng Quan, thác Cổng Trời, di tích lịch sử Đình Thi, đền Chín Gian. Huyện cũng tổ chức các hoạt động nhằm trau dồi kỹ năng cho cán bộ làm công tác du lịch và nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về du lịch cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thu hút các dự án đầu tư du lịch. Mặc dù mới hoạt động trong thời gian gần đây, nhưng loại hình du lịch cộng đồng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt đối với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Huyện Như Xuân đã lựa chọn làng dân tộc Thổ Thắng Sơn trước kia, khu phố Thắng Sơn thị trấn Yên Cát ngày nay làm điểm du lịch cộng đồng gắn với danh thắng đền thi và lễ hội Đâm Châu Tế Thần. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban dân huyện Như Xuân tổ chức khóa tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy nghề thủ công, nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục truyền thống dân tộc Thổ để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Các giảng viên đã hướng dẫn cụ thể cho người học cách thức khai thác nghề dệt gắn với phát triển du lịch theo quy trình khép kín, từ trồng bông, dệt vải cho tới trưng bày, giới thiệu sản phẩm, phục vụ khách du lịch. Chị em phụ nữ tham gia khóa học được trực tiếp thực hành kỹ năng dệt, thêu hoa văn trên trang phục truyền thống.
đặc biệt là đối với các mô típ hoa văn cổ điển, kỹ năng may quy chuẩn kết hợp trang phục truyền thống, kỹ năng tuyên truyền giới thiệu giá trị ý nghĩa trang phục thổ cũng như cách thức quảng bá tạo sản phẩm phục vụ du lịch trong thời gian tới. Chúng ta phải hỗ trợ bà con từng bước. Thứ nhất là chúng ta phải có toàn bộ tất cả các cái dụng cụ làm nghề để cho bà con hình dung ra được. Sau đó chúng ta có thể là tái tạo lại các cái vùng nguyên liệu mà vốn đã bị mất đi. Và tiếp theo chúng ta sẽ truyền dạy lại các cái nghề dệt cho bà con. Thì từng bước như vậy, rồi là mở thêm các cái nghề, ví dụ như dệt may, thêu vân vân, để bà con có thể từ các cái sản phẩm, từ nghề truyền thống đó để tạo ra các cái loại sản phẩm hàng hóa để phục vụ cho du khách, mà chúng tôi thường gọi là các sản phẩm lưu niệm để phục vụ cho khách trong những chuyến du lịch đến đây. Chúng tôi xác định cái việc mở cái lớp dệt thổ cẩm cho đồng bào dân tộc Thổ đây là một cái bước tiền đề quan trọng để mà phát triển cái nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thổ này. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường các cái lớp tập huấn đào tạo của các cái nghệ nhân cho các thế hệ con cháu sau này để lưu giữ và bảo tồn được cái nét đẹp văn hóa người Thổ, để tránh tình trạng bị mai một những cái giá trị văn hóa này. Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Như Xuân đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa mời các đoàn chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành đến tìm hiểu, khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng. Qua nhiều lần khảo sát, đánh giá, kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng của Như Xuân đã hình thành như Hang Kẽm, Làng Cổ Tân Hùng, nơi lưu giữ tới 79 ngôi nhà cổ của đồng bào dân tộc Thái, Bến Thuyền Tân Bình. Các chuyên gia và đơn vị lữ hành đánh giá cao tiềm năng thế mạnh cho phát triển du lịch của Như Xuân, đặc biệt là hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Theo hai lần khảo sát của chúng tôi và áp theo các cái quy chuẩn mà chúng tôi đã nghiên cứu đó và kinh nghiệm từ các địa phương khác, thì chúng tôi cho rằng là Như Xuân có rất nhiều tiềm năng và có nhiều cái cơ hội để phát triển. Cái tiềm về cơ hội là cái sự chủ trương của chính quyền tỉnh, chính quyền địa phương rất rõ ràng. Và cái tiềm năng đó thì về địa hình sông núi đồng bằng có nhiều rất nhiều cảnh đẹp và có nhiều cái tài sản di sản văn hóa có thể phát triển được du lịch cộng đồng. Theo tôi thì cần có những cái khảo sát, nghiên cứu và lập cái bản đồ về ưu thế vùng, về đặc điểm các cái địa điểm, sau đó là chúng ta lên cái chiến lược để mà thu hút đầu tư cũng như phát triển sản phẩm trong giai đoạn ngắn đối với những cái dòng cái địa điểm mà có thể phát triển ngay được. Theo đề án phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Như Xuân sẽ tập trung phát triển du lịch cộng đồng tại 3 khu vực. Về phía tây của huyện, sản phẩm du lịch nổi bật với các hoạt động khám phá, trải nghiệm thung lũng người Thái, vùng Sáu Thanh, với điểm nhấn là đền Chín Gian và lễ hội Dân Châu Tế Trời. Về phía đông của huyện, bao gồm các thôn thuộc vùng lõi vườn quốc gia Bến En, sẽ phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng mang hương vị vùng sông nước, tạo nên những trải nghiệm độc đáo. Về khu vực trung tâm, bao gồm các thôn thuộc khu vực Thác Đồng Quan, Thác Cổng Trời với sản phẩm khám phá thiên nhiên và các hoạt động vui chơi giải trí. Mục tiêu là đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế trọng điểm và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện, tạo sinh kế mới, hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Hiện nay thì huyện cũng đã đẩy mạnh tất cả các điểm, các khu du lịch, các khu danh lam thắng cảnh, đền chùa miếu mạo, các khu thác. Thì hiện nay là huyện cũng đã ban hành tổ chức họp và có những định hướng cụ thể đối với lại các cái ban chỉ đạo ở địa phương cũng như là các cái nơi hoạt động du lịch nhiều, thì cũng đã ban hành các văn bản về mặt quản lý nhà nước. Và hiện nay cái việc mà trang trí các khuôn viên ở tất cả các nơi như vậy cũng đã chuẩn bị chỉnh trang đâu vào đấy để chuẩn bị bắt đầu cho mở cửa du lịch. Trong thời gian tới, cùng với việc thu hút đầu tư, trước hết huyện Như Xuân cần tạo điều kiện thuận lợi để các nhà quản lý, người dân có cơ hội tìm hiểu, học tập kinh nghiệm từ các mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu trong và ngoài tỉnh để phát huy nội lực. Bên cạnh đó, trong bối cảnh các địa phương đều phát triển du lịch, Như Xuân cũng phải nghiên cứu kỹ nguồn khách, xu hướng thị trường để phát triển sản phẩm du lịch phù hợp. Hy vọng trong tương lai không xa, Như Xuân sẽ trở thành một trong những điểm sáng của du lịch ở khu vực miền Tây xứ Thanh.